Hôm nay mình sẽ cho em này ra lò và đi đi giật thử trước ngày sẽ cho nó đi thi tuần các bạn. Cái này cái lồng lực của mình đang nuôi cái con chào màu này, em này được 2 mùa 2 tuổi. Cái lồng này mình đang nuôi là cao 2m3. Lồng này là lồng phóng của con mi, nhưng mà cần dùng cho con chào màu nó nhảy bật lên thì cái lồng của nó đây nè, lồng của nó đây. Thì hôm nay mình sẽ cho nó qua lồng và đem ra còi giật thử nha. Rồi, nét đánh này thế nào, mời các bạn cùng xem trước phim tiếp theo nha. Thần tượng không? Đó, giống như con mà mấy chế được ông Huệ đưa cho tính trong nhà đó. Giờ cầm bà Bảo cầm nó nuôi đó. Bốn triệu, nhưng mà cái bờ dưới á 200.000, cái bờ á cái tay cầm đúng không, tay cầm ở dưới đó làm bằng hết á, đây có 4 triệu thôi, cái tiền xe 100.000. Tính gì khóc nho hả? Giờ bán lại 3 triệu ai mua không lấy đi. Bây giờ anh phải đợi chứ tính bán gì đâu, ăn nho là anh để khóc chuối đủ khóc chuối là bán nhiêu lắm hả? Sao không được, sao em tất công lấy em đưa giá cũ mình chứ mình có lời lọc gì đâu. Quý lấy rồi. Bán đi luôn rồi. Tốt lắm. Làm đẹp. Tốt lắm. Bán mua gì? Nó rất là rẻ. Cái ok nó làm nhiều lắm. Cái lòng tích phơm tên đều. Bảy nhiên đầu quen quá em chứ đúng không em dễ cả. Từng quê em hả? Để em vô cái thằng bố bàn. Cái lòng nó làm có duyên ghê á. Em đặt mà không bao lanh cho con này á. Cái lòng có duyên rồi. Đặt cái thứ gần 2 tháng nữa đó. Chuẩn bị làm lòng là em anh nhớ điện thoại cho em. Bây giờ nó làm, nếu mình đặt nó làm có 3.500 cho mấy. Cần phát dịch nè. Không biết thì mà nó mua nó thời nó mắc cái. Bây giờ ông xài đã rồi thôi, bây giờ ông bán lỗ đi 3 triệu đi. An tâm. Đúng rồi, tưởng anh không phải vậy vậy. Tuần hả? Tuần đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ai chở anh về hả? Anh nói anh đi xe ra mà. Đâu có anh định chở nắng giờ. Em thích là em đặt à, không có chỗ chứa ở nhà luôn á. Đâu em làm là những cái người mà nó uy tín rồi là lúc nào họ cũng giữ uy tín họ làm, mà những cái thằng tàu lao mới ra tiền.
dưới xe này nó chưa chết cái bò đi, đúng rồi, nó chết cái bò đi, đủ má coi như chết cái xe, mà đúng là chết cái bò đi là đúng rồi, mà cái bò xe tháo cái đi xem rồi chết cái bò đi, má mình đủ mà tầm lum mà chơi luôn cuối cùng, bò xe xin có thời tiết luôn á, nắng đi đầu ghê ta. Bắt cái hơi đi mà đi đó. Bây giờ có tiền hai này, bây giờ có tiền.